Em xin chào các bác. Hôm nay kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em đồng hành cùng anh ô tô Nhật Minh xin được phép giới thiệu và bán cho các bác một em Mazda 3 phiên bản hatchback sản xuất 2016 các bác ạ, với dung tích xi lanh máy 1.5 đi khá tiết kiệm nhiên liệu, và với kiểu dáng hatchback này nên xe khá là đẹp, và con này em cho nghĩ nó có thể đẹp trên đầu ngón tay so với Hà Nội rất nhìn đấy, với tông màu chủ đạo mà màu đỏ rất bắt mắt và chỉnh chung. Ai có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 056403 9999, xem xe thì tại 318A Nguyễn Xiển, Auto Nhật Minh, trụ cầu T141. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bạn đi chi tiết từng phần của xe để các bác cảm nhận được cái độ đẹp của xe nó ở mức độ nào, còn gì nữa không, xuất sắc mọi thứ các bác nhé. Và chi tiết cụ thể bây giờ em sẽ giới thiệu các bác. Đây là cụm đèn pha của xe, gồm đã có đèn pin solar, đèn halogen và đèn cầm dưới là đèn halogen cùng với đèn măng nhỏ trên, nhìn rất sáng nếu đi buổi tối cực kỳ đẹp. Với form mặt cười của Mazda 3 thì khá là bắt mắt và gần như xe là rất đẹp các bạn, biển Hà Nội rồi, logo Mazda cực kỳ mới, rõ nét và đầy sự quyến rũ. Cụm đèn pha bên này cũng thế, còn khá là mới. Cũng mà một đèn đi xe lông cùng với đèn halogen cùng với giải đèn cầm rất là sáng. Xe và trang bị gạch đúc la răng đa chấu lốp còn mới các xe các bạn. Xe tích hợp đèn xi nhan gương, đây cụm mở gương tự động, mở cửa một chạm, tất cả những tay lắm đã được mạng chrome nên khá là sạch sẽ và không bị chảy xước, gần như gọi là chống chảy xước cho xe. Đã có ốp xăng đây, bạn nhìn thấy đâu trên này rồi, ốp xăng các bạn nhé. Cụm đèn hậu của xe cũng thế, nhìn khá là kê tinh. Với phiên bản hatchback này thì em rất là yêu quý và nó đẹp, rất quyến rũ. Mazda 3 technology vi cá mập. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng lên qua khoang để đồ hay gọi là cốp xe của bản hatchback này xem có rộng không nhá. Đây các bác nhá, nhìn này, các bác nhìn từ xa này, thì em cũng khá là rộng, có thể để hai vali cầm cỡ chung các bác ạ. Và khi các bác muốn để thêm đồ thì các bác có thể giật được cái chốt này là các bác có thể để thêm đồ nữa các bác nhá. Khá là sạch sẽ, tiệm tất. Và phía dưới đa phần là cũng sẽ là vấn đề lốp dự phòng và tất cả các dòng theo xe vẫn chưa cua, còn zin gần như chưa hạ, phụ kiện đầy đủ, xốp chống ngồn và tất cả các dụng cụ cần thiết để khi các bác hỗ trợ các bác thay lốp trên đường cao tốc. Và đây là ốc cốp của cả hai bên đều còn zin, không hề có dấu hiệu cạnh hay bong chóc gì cả. Đường keo chỉ chạy từ bên hông này, từ bên hông trái sang hông phải, không hề mất một phân keo chỉ nào hết. Cả ốc ti cũng còn nguyên, để xe thì khá gọi là zin các bác nhé. Để em rất chi tiết cho các bác nên các bác đi xe này khá là yên tâm chất lượng. Đây cụm thông số tuy nó hơi mờ rồi nhưng em cũng có thể nhìn thấy các bạn, 8,1 lít và 6,2 lít trên đường ngoại đô. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chi tiết từng cánh cửa táp ly của xe để xem xe nó có đồng đều không. Đây là táp ly bên cửa phụ dưới, nhìn khá là xuất sắc, không hề có chút bong chóc chảy xước kìa. Tay nắm là mặt chrome với hàng ghế da zin theo xe, về hàng sau là dành cho 3 người ngồi, nhìn còn khá là mới, độ căng khá cao, thảm sàn mới rồi. Đấy, lưng sau của hai ghế trước cũng còn khá là đẹp xuất sắc, trần đỉ lét không bong chóc hay bẩn gì cả. Phía sau vẫn có một khoảng để đồ để cho các bác ngồi sau để đồ trên này, và nếu các bác đi hai người các bác có thể hạ cái này xuống cho em, là các bác có thể để cốc két mọi thứ ở đây
rất tiện dành cho hai người, thoải mái. Từng con ốc ở cánh cửa này còn zip zin 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 bác nhá. Tiếng đệm răng nút còn mới, độ đàn hồi cực cao nên khi đóng cửa vào rất là êm. Và phía trên này là cánh cửa bên hàng ghế phụ, các bác nhìn thấy cùng em đúng không? Táp lô không hề có một tí bong chóc sờn gì cả, hay đám mạ chrome nhìn khá là đẹp. Với hàng ghế phụ này thì đã có những cái để tì đỡ đầu, gáy rất êm, ghế da zin, lỗ thoáng khí cực kỳ êm, bằng điều khiển tổng nhìn được khá là thanh thoát. Bệ tùy tay khá là rộng, chỗ để cốc cũng rất chi là rộng, rất kể cả cốc size cỡ to bác cũng để được. Gió mát rượi, điều hòa mát rượi các bác nhé. Đầy đủ, cốp két để đầy đủ luôn. Rộng rãi, ngăn nắp. Không chê điểm gì cả. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng bước qua chỗ ngồi lái xe của bác tài, xem nó được tích hợp những tính năng gì, giải trí ra sao, có tuyệt vời hay không các bác nhé. Khi mở cửa ra thì em xin giới thiệu bác với tông màu chủ đạo táp lô táp ly là màu đen, tất cả các nút nét là hoạt động cực tốt, không chê được gì cả. Hàng ghế lái có bơm ghế các bác nhé, ghế da zin không hề bong chóc hay rách lát gì cả, có cả cửa sổ trời, hệ thống chiếu sáng đèn hướng đèn chống trơn trượt, chế độ iStop là khi các bác dừng là tự tắt máy và khi các bác đi thì tự khởi động. Và về trong này thì em xin được phép nhỏ âm lượng đi để em có thể tâm sự với bác rõ ràng hơn. Với cục vô lăng đầy đủ tất cả các nút lẫy chuyển số, khi lẫy chuyển số này hoạt động khi các bác gài vào chữ M các bác nhá. Ví dụ đây này, các bác phải cái vào đây cho em này, gài sang M là cộng trừ thì cái chuyển số thì mới có tác dụng các bác nhé. Tất cả các tính năng hoạt động cực tốt, xe chạy mới có 4W, hoạt động cực kỳ êm ái, thanh thoát. Để lổ start top một chạm đã được có cam hành trình gắn theo rồi, xe bản hãng bắt đầy, có cửa sổ trời, mọi nhìn chưa. Và bây giờ em cùng các bác mở cửa sổ trời xem, cửa sổ trời cũng mở một chạm, hoạt động cực kỳ êm ái. Đấy, đóng cực êm luôn. Đèn đếc hoạt động cực tốt. Các bác để kính ở đây, khi các bác đi đường xa chói sáng thì để kính đây. Táp lô táp đi sạch sẽ, ngăn nắp, tùy tay rộng, mọi thứ cần số vô lăng đẹp xuất sắc, điều hòa mát rượi, chỉnh âm lượng trên này đầy đủ hết các tính năng các bác ạ. Khoảng không gian ngồi sau khá là rộng dành cho 3 người. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng xung quanh. Và đây là thông số khi các bác bơm nút cho xe, keo chỉ của cánh này cũng còn zin, tất cả các cánh trên xe đều zin hết các bác nhé. Cam kết các bác là keo chỉ nguyên zin. Không gian sạch sẽ, táp lô táp đi cánh thứ tư phía bên lái dưới còn khá là đẹp, táp sạch sẽ. Và bây giờ thì em xin công khai cho các bác với giá yêu thương của em, nó là 505 triệu. Bác nào có nhu cầu mua xe thì hãy alo cho em. Những bác nào ở Hà Nội thì ta sẽ giữ nguyên biển, biển cũng khá là đẹp. Còn những bác nào ở tỉnh thì bên em cũng sẵn sàng giúp hồ sơ để cho các bác về có thể là vấn biển sang tên cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua động cơ của xe, xem với dung tích 1.5 này thì xe hoạt động có êm ái hay không, có mượt mà hay không các bác nhé. Đây, em đã mở được lắp capo rồi. Cái đầu rất chi là thoi thoi, nhìn khá là phê và đẹp. Đây, bác thấy chưa, toàn bộ đường keo chỉ còn zin,
cũng như là đệm cao su của lắp máy còn zin, không hề rách lát, và lớp lỉnh chống ồn còn nguyên. Những con ốc chân máy còn nguyên, không hề có tí độ chạm nào cả. Chạy dọc sườn xe đến đèn cũng còn nguyên hết các bạn. Thành rằng là còn nguyên các bác nhé, còn nguyên, thông số kỹ thuật đầy đủ. Đến sang bên này cũng thế, còn nguyên hết. Và bây giờ em sẽ cùng các bác đi chung những qua ốc chân máy còn nguyên các bác nhé. Ốc lớp phần tò còn nguyên, xe hoạt động khá êm ái, không gian của máy khá là sạch sẽ, cho chủ khi khá giữ gìn, máy hoạt động êm ái, điều hòa mát rượi, khá là xuất sắc. Và cuối buổi video thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi kênh của chúng em. Mong các bác giúp like kênh xe ô tô cũ giao tốc chúng em để được biết thêm những chiếc xe mới về bên em, cũng như chất lượng và giá cả xe. Em xin chân thành cảm ơn các bác.